Xin chào các khán giả của Channel. Cùng với những mẫu đồ cơ giá rẻ của Seiko thì Oren luôn nằm trong bộ sưu tập của những người mới bắt đầu chơi đồ hồ cơ trước khi họ bỏ ra một số tiền lớn hơn cho những chiếc đồ hồ cao cấp hơn. Và trong số đó thì Oren Marco luôn là chiếc đồ hồ lặn được ưa chuộng nhất của Oren. Trong khoảng 11 năm kể từ khi Oren Marco mới xuất hiện thì Oren đã cho ra mắt biến thể khác, đó chính là Oren Marco USA, được cải tiến dựa trên ý kiến đóng góp của những người đã sử dụng Oren Marco. Thiết kế mới nhưng vẫn giữ lại được những nét riêng của Marco và chất lượng hoàn thiện là một trong những bước tiến của Marco USA so với mẫu Marco truyền thống. 1. Vỏ đồng hồ. Thứ nhất, vỏ đồng hồ Marco USA dùng chung phần vỏ với Marco nguyên bản, đường kính là 41,5mm và độ dày là 13mm. Phần mặt trên của vỏ được hoàn thiện dạng nhám và các cạnh xung quanh, các nút bấm và phần núm chỉnh giờ được đánh bóng. Điều cải tiến của Marco USA là được nâng cấp vòng benzen với 120 click và xoay một chiều, trong khi Marco truyền thống là có 60 click và một chiều, bị phàn nàn là cứng và khó sử dụng. Viền benzen mới dễ dùng hơn và mang lại cho Marco USA cảm giác cao cấp hơn. Ngoài ra thì việc nâng cấp lên kính sapphire cũng là một bước tiến lớn so với phiên bản truyền thống. Mặt số của Marco USA được thiết kế lại với nhiều chi tiết được vay mượn từ nhiều mẫu đồng hồ lặn khác của Orient, trong đó thì có Ray và Marco XL. Những chữ số đã bị bỏ đi, thay vào đó là những cọc giờ, phút, dạng thanh của Marco XL. Chi tiết này mang lại cho Marco USA nét cá tính và mạnh mẽ hơn. Bộ kim với kim giờ mang hình dáng mũi tên, kim phút thon dài như lưỡi kiếm bén và kim dây thanh mảnh với phần chóp kim sơn đỏ. Thiết kế bộ kim này làm cho ta nhớ đến Orient Ray. Phần dạ quang của Oren Marco USA cũng được nâng cấp mạnh so với dòng Marco truyền thống. Marco USA sử dụng chất liệu Luminova sáng hơn và giữ màu lâu hơn đáng kể so với Marco truyền thống. Marco USA có 3 màu sắc khác nhau, đó là đen, xanh và trắng. Phiên bản mặt số màu đen có phần mặt số được sơn màu đen mờ, còn bản màu xanh thì được sơn màu xanh có ánh kim giống như Marco truyền thống. Phiên bản mặt số màu trắng là màu mới hoàn toàn trong dòng Marco. Oren Marco USA sử dụng bộ máy Oren 46943 được sản xuất tại nhà máy của Oren ở Nhật Bản. Máy có 21 chân kính, tần số dao động là 21.600 VPH, có khả năng chữ cót lên đến 40 giờ, nhưng máy không có chức năng lên có tay hay là dừng kim dây. Dây và cảm giác đeo. Một trong những thay đổi lớn nhất của Marco USA so với Marco truyền thống là phần chốt dây được làm nguyên khối. Đây là điều mà những người yêu thích dòng đồng hồ Marco của Orient đã mong đợi từ rất lâu rồi, khi mà phần chốt dây của Marco truyền thống thì chỉ là một miếng sắt mỏng được bẻ cong để tạo hình. Điều này mang lại cảm giác hơi chút rẻ tiền và đặc biệt là không đảm bảo được sự chắc chắn cho phần dây của Marco. Oren Marco đã từng rất dễ kết hợp với các loại dây khác như là dây vải, dây da và đều mang lại nét đẹp riêng. Marco USA cũng tiếp nối thành công đó của người tiền nhiệm. Bạn có thể phối hợp Marco USA với dây da hay là dây vải NATO nhiều màu, tạo ra nhiều phong cách khác nhau. Với những ai là fan của Oren Marco thì chúng ta có thể tham khảo thêm phiên bản Oren Marco USA này, bởi vì nó là phiên bản đã được cải tiến dựa trên những đóng góp của những ai đã từng sử dụng Oren Marco. Hãy cho Channel ý kiến của bạn cho những comment ngay dưới đây. Đừng quên đăng ký theo dõi bằng cách nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!